Khoảng 170 triệu cử tri Mỹ ngày 5 tháng 11 sẽ bỏ phiếu quyết định lựa chọn giữa cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ để bầu ra Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Mỹ có khoảng 244 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu năm nay, trong đó hơn 80 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm qua hình thức bỏ phiếu vắng mặt hoặc qua bưu điện. Bà Harris sẽ làm nên lịch sử cho nước Mỹ nếu trở thành nữ tổng thống đầu tiên và lại còn là người da màu và có nguồn gốc xuất thân nước ngoài. Trong khi đó, ông Trump cũng sẽ làm nên lịch sử nếu tái đắc cử tổng thống khi thành công 2 lần trong 3 lần liên tiếp ứng cử tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc và ở các bang chiến trường cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng viên Donald Trump, 78 tuổi, và Kamala Harris, 60 tuổi, rất xích sao và không có ứng viên nào có sự bứt phá và vượt trội so với đối thủ. Chính vì vậy, cho tới một ngày trước bầu cử, cả hai ứng cử viên vẫn tiếp tục vận động tranh cử tại các bang chiến địa, nơi hoàn toàn có thể quyết định kết quả của bầu cử năm nay. Theo kết quả khảo sát được thực hiện bởi Emerson College Polling và The Hill công bố chỉ một ngày trước ngày bầu cử, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước tại các bang Arizona, Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước tại bang Michigan. Lợi thế dẫn trước của các ứng cử viên ở các bang này chỉ từ 1 cho tới 2 điểm và họ có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau tại bang Nevada và Wisconsin. Trong khi đó, một số khảo sát của Decision Desk HQ cho thấy hai ứng viên tiếp tục bám đuổi sát sao với cùng tỷ lệ ủng hộ là 48,3% trên toàn quốc. Quá trình kiểm phiếu năm nay được dự báo có thể sẽ nhanh hơn so với năm 2020 khi nhiều bang mất thời gian kiểm phiếu qua thư do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm nay, việc các bang chú trọng yếu tố chính xác, an toàn trong quá trình kiểm phiếu có thể làm chậm thời gian công bố kết quả, khiến người chiến thắng chưa chắc đã được công bố ngay trong đêm 5 tháng 11 mà có thể sang ngày hôm sau hoặc thậm chí vài ngày sau đó. Cùng với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, còn có cuộc bầu chọn lại toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, 34 trong số 100 thành viên Thượng viện, thống đốc ở 15 bang và trưng cầu dân ý về một số nội dung cụ thể ở 7 tiểu bang. Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11, các bang trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp an ninh chưa từng có tiền lệ nhằm đối phó với nguy cơ bất ổn dân sự, can thiệp bầu cử và bạo lực nhằm vào nhân viên bầu cử. Các bang Oregon, Washington, Nevada đã huy động vệ binh quốc gia FBI, thiết lập trung tâm chỉ huy giám sát đe dọa và an ninh được tăng cường tại gần 100.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Kể từ năm 2020, 19 bang bao gồm các bang chiến địa then chốt như Arizona, Michigan và Nevada đã ban hành luật tăng cường an ninh bầu cử. Tại Arizona, nơi từng xảy ra bất ổn và các thuyết âm mưu về bầu cử năm 2020, cơ sở kiểm phiếu chính ở quận Maricopa đã được biến thành pháo đài với hàng rào sắt, dây thép gai, vệ sĩ vũ trang và đội đặc nhiệm soát trên mái nhà. Tại thủ đô Washington, giới chức đã cảnh báo về môi trường an ninh bất ổn khó lường trong những ngày và có thể là những tuần sau khi đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Nhiều cửa hàng đã gia cố mặt tiền để phòng ngừa bất ổn có thể xảy ra. Nhà Trắng, đồi Capitol cũng như dinh thự của Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã được tăng cường hàng rào bảo vệ an ninh. Tại Mar-a-Lago và trung tâm hội nghị Palm Beach cũng đã được dựng chướng ngại vật, tăng cường cảnh sát trực tại chỗ. Giới chức Mỹ cũng cảnh báo về các mối đe dọa từ không gian mạng và tin tặc, đặc biệt là từ nước ngoài. Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Jane Easterly cáo buộc tin tặc đang tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào tính hợp pháp của bầu cử.